người ở phần còn lại của Nam Thiện Bộ Châu và các châu khác có đạo riêng của họ không sư, có cũng có thiền và thần thông không sư. Có phải họ do họ khai mở được con mắt thứ ba nên mới có được những công nghệ tiên tiến hơn nhân loại không sư? Và Đức Phật có nói về núi Tu Di và các châu xung quanh của các tiểu thế giới khác không sư? Thứ nhất là quý vị tò mò ba cái vụ này nó có tác dụng gì hay không, hay nó chỉ đơn thuần nó thỏa mãn cái sự tò mò. Và nó đưa cái câu hỏi này trở thành phiến luận, bởi vì nó không cần thiết. Cái chuyện người ta có tôn giáo của họ hay không thì nó dính dáng gì tới mình. Giống như sư xin thưa là một cái gia đình nào đó ở châu Âu hoặc ở châu Mỹ hoặc ở châu Phi, họ thờ cái gì nó có liên quan gì đến sư không? Không dính dáng gì hết trơn, gọi là bắn trăm mũi tên cũng không tới, bắn trăm cây số cũng không tới. Nó không dính dáng gì tới mình hết, và cái chuyện mình biết như thế nó cũng không có đem lại bất kỳ một sự lợi ích gì cho mình, ngoài cái chuyện là mình đem ra mình tán dóc với mọi người thôi. Cho nên ấy, mà nếu như quý vị muốn hỏi thì xin thưa là các châu khác họ không có đạo gì cả, họ không có tôn giáo, họ là những người vô thần. Tuy nhiên thì khi mà gặp các vị đạo sĩ thì họ vẫn biết cúng dường, thế thôi. Chứ còn mà tôn giáo thì họ không có, thiền thần thông họ cũng không có nha. Cho nên là còn ba vụ khai mở con mắt thứ ba là do sau này mình chế ra nha. Chứ nói do sau này người ta chế ra, chứ ba cái dục con mắt thứ ba mới đầu. Trong Phật giáo á, thì chỉ có một là nhục nhãn này, hai là thiên nhãn này, ba là Phật nhãn này, bốn là tuệ nhãn. Đó là bốn loại con mắt mà mình có được á, thì nó mới gọi. Chứ còn ba cái thứ con mắt thứ ba là sư nói thẳng là ba cái thứ tào lao nha, chạy theo tới hồi mình bị điên thì ráng chịu nha. Đó là sư đã cảnh báo trước rồi, mà vẫn chạy theo thì tới hồi mà bị điên thì đừng có kêu sư cứu nha, sư không chịu trách nhiệm cho cái đó. Rồi còn những cái chuyện mà các cái vấn đề của các châu xung quanh thì sư nhớ là sư đã có trả lời rồi. Còn nếu như mà vẫn thắc mắc nữa thì vui lòng mà xem cái quyển chú giải người và cõi. Thì quý vị xem bản chú giải người và cõi á, thì tha hồ thỏa mãn trí tò mò của quý vị về thế giới vô hình ha.